hôm nay hiện tại mình vô rừng. Hôm nay rừng kêu rừng gì chú? Rồi gì? Đồi Mỹ. Hôm nay mình vô đồi Mỹ nha, ở Đồng Nai các bạn. Để săn bắt. Chảo hay anh Út đi theo anh ấy, anh chạy xa cho. Mình đi lên đồi Mỹ các bạn, chặt đọt mây ở đồi Mỹ ở Đồng Nai các bạn. Đù, nè bạn, bán được con nè bạn. Con gì vậy? Cu đất các bạn. Được một em cu đất rồi. Ôi trời đi. Ôi. Mẹ. Cái dòng kỹ đi. Học coi. Khó thấy lắm. Thấy được. Quay lại. Nãy giờ bán được con cu rồi bạn. Cu đất các bạn. Chiến ngư phẩm là một con cu đất. Tới đồi hả bạn? Đứng đụng vô đó nha. Đứng đụng vô điện nha. Đây là nút điện á. Đây là hàng rào điện nha bạn. Nó đụng vô là giật nha bạn. Quyết rất là nguy hiểm bạn. Đừng có đụng vô nha. Thủ ngựa. Đụng là giật nha bạn. Quá nguy hiểm quá. Đó bạn. Đây, qua hàng rào điện nha bạn. Đây có điện nữa không? Mình đã sang cái hàng rào điện rồi bạn. Vô khu vực cấm rồi. Đây là khu vực cấm rồi. Đi. Rồi nó thấy mình vô có sao không chú? Không. Chú đây chú cũng có quen vài ba người ở ngoài chốt. Khu vực cấm người vào nhớ bạn.
đầu Mỹ các bạn. Ngay xung quanh đầu Mỹ rất là rộng. Trong này thì cấm người dân vào các bạn ha. Nên ở ngoài nó có cái hàng gạo điện các bạn, xung quanh luôn cái đầu Mỹ này là gạo. Đầu Mỹ này nó rộng khoảng nhiêu vậy? Mấy cây số? Mấy chục cây số mà. Vậy ở bao mấy chục cây số luôn. Hàng gạo này nó bao xung quanh các bạn ha. Trời mưa. Mưa này chứ không phải mưa. May không? May à. Đường chậu khó rồi. Lúc chú lên là qua năm sau là chú tham gia bảo vệ cái đường như thế này không? Khô quá. Rồi quá khô. Cần cho bóp nữa. Đi vô đi, càng đi vô là đi vô gần cấm luôn á.
cột anh lên nổi. Đầu Mỹ mà có đời cao, gần cao cái cây số mà này em vô đây chặt cây lôi gì chắc phải rồi có 10 ngày mấy con cây chuyển mưa các bạn ha, mà mưa luôn bạn, mưa nhỏ khó chạy được hả? Lấy khóa đây, khóa đây. Gom lại đi, bỏ vô bóp á, ba chìa khóa cho ông Út bỏ vô bóp. Đừng có nói, Nè, bỏ này, không? Ở chỗ lụng xuống đó ba. Ông Út đừng gọi tên ông Út. Dính hay gì? Mẹ mắc mà mưa à. Không lấy cái bịch đó đi theo hả? Thầy mình lên trên. Này lên ta, ta trên đỉnh cho chú. Này chưa. Mình ghé đây mình chặt bậc mây đi chứ. Giờ mưa mình đâu có dám vô trong sâu hả? Ờ. Hơi khổ lắm. Trời mưa bằng mình không có lên trên nữa bạn, mình sẽ vòng vòng để thôi. Ừ, sao xui cái giờ bị trời mưa bạn ơi. Kêu ông Sáu cầm kìa. Xui cái bị mưa. Ờ. À, lấy hết rồi, mua kéo, mua phát rồi. Sâu quá dữ ha. Ôi bà, giờ một cái cây bự rồi. À, tay mà hăng thợ thợ săn lan rồi, à, leo những cây này nè lên chảnh người ta sẽ săn lan mà lan là quý rồi. Tiền không à. Thank you.
nắng ngàn các bạn ơi. Đó. Hàng đi gần các bạn. Rồi phải có hàng không hả cho em được. Đây mình sẽ chuẩn bị vào rừng các bạn. Này mới gọi là chuẩn bị vào rừng nè. Trời đổ mưa râm lâm râm đó bạn. Như vậy thì nó khỏe hơn nữa. Nó không mệt. Mát. Cái lội không đậu đổ nữa thôi. Đổ đi nè. Thôi. Đổ đi, đổ mới rồi mà có một thằng bị chống đầu. Rồi đổ đi. Thôi thôi tao tóc nhiều mày. Thằng nhỏ nó chống đầu nó cổng được không? Không đổ đâu. Được. Giờ ra chui chui vô với cái bộ tre nha các bạn. Tre. 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 Quá ngoài đấy không? Thấy thấy. Cầm chơi coi. Cái nào mà khúc rồi đừng gọi điện tử quá. Rồi có gì rồi. Cái đâm đụng máu không á? Máu me hoài. Má ông nội ổng đi rừng mà ổng làm như ổng đi chợ ấy trời. Cái này đó cầm về bỏ ăn á. Cục lại dài quá vậy. Chắc cốt lắm. Làm gãy quá bạn. Cục mới chặt ngang cái lỗi bị gãy luôn. Giặt lên trên cái lô đi, giặt trên mắt lên đó. Dạ. Tập bén cỡ đó. Này lần đầu tiên mình trải nghiệm đi rừng mà. Cầm đi chứ. Tôi ở đây. Nhìn, nó mới chung đây nè. Không, nó quay vào đá luôn. Ngồi. Nó không phải không? Đi đá đâu? Kìa kìa. Vô, con sao? Đợi đợi hút, đợi đợi. Kìa, chẳng chẳng. Bắt bắt kỳ đà. Kỳ đà bạn ơi. Được không? Được không? Chắc ngộ... Tí không? Tí á. Chạy rồi, chạy mất rồi. Chạy rồi, đụng vào cái hang cái bá luôn. Cái hang tôi rồi, chạy ra nè. Ồ, cái hang bất trời nha. Nó uổng gì? Ôi, nó đây nè. Chạy nó. Không có gì nè, không có gì nè. Ủa, đá này thôi. Đất còn đào nữa. Không được đâu. Phải rồi. Chảy con kỳ đà bạn. Chảy rồi. Chứ là... Dạ, sao, sao. Dưới như này. Chảy đủ. Dưới rồi. Sẵn sẵn cho mấy anh em mình.
Để kiếm được giá hàng ha. Đó, cày rưa rồi. Cày lấy được cái mây. Cày qua hai ôm. Hai ôm mà. Một chút mình vô coi mấy cái gốc nó hạ là hết vô đây anh em mình ôm hết. Trời ơi. Cái hạ ở đây mấy chục năm trước. Cũng dễ luôn hả? Cũng dễ luôn. Bởi vì mới bắt nó là vừa. Nay mình vào cái đội Mỹ này mình đi săn đó bà. Đấy, họ. Hai ôm đó bà, cây này. Hai ôm lớn, bốn người á. Hai ôm chưa chở được nữa đâu, ba ôm. Rồi nó ông ôm hết đồ vào nó đủ cây nha. Giờ còn mấy chùm lan nè. Để coi. Đông đơn thì nấc nấc nữa. Đường đi rất là khó bạn. Cây rất là cây. Mình đi gần á mình biết á. Cái gì? Mây. Dai đó nè. Yeah. Đúng rồi. Đứng tâm với mình luôn á. Giỡn đâu. Nó cày đó mà quất một cái chắc chết. Đó là cây mây mà. Cây đó. Hết cái mây nè, đúng nè, nhóc chân nè, cái mây nè, cẩn thận nha. Để phút đặt nguyên nguyên con mây nè, có, đó, có. Đồ mấy cái này vậy là nó dính vô áo rồi bây. Dính áo bà. Cái này á là màu của mấy ổng. Vô mấy ổng tuốt, mấy ổng nhai luôn ra kìa. Trời ơi. Cái ghê vậy. Mấy ổng vô là cuộn nguyên cũng nhai luôn ra dốc. Cái màu gì của mấy ổng á. Cái này mây hả bà? Mây, đọc mây. Đó, đọc mây rồi. Này mây xào với thịt sóc, thịt rừng á. Nó già chết nè. Cái gì vậy? Xào thịt sóc các bạn. Chủ yếu mình vô gần đây là mình lấy đột mây. Lấy đột mây về mình xào thịt sóc và ăn cực khổ mà. Này lên vùng này chỉ đặc sản đột mây. Quá trời gài, vậy mà ổng ăn được ha. Mà vì mình lột xong nó mềm mà ta. Nó dầu nó mềm mà sao nó lấy được. Nó không sợ trời. Hay. Ra mấy ổng kim bắn không lủng. Ra về mà mấy ổng ra. Hay. Ủa hả? Mấy đọt luôn hả? Ừ, cái này đã nguyên bụi. Cái này măng nó mới lên. Cái gì hết? Mày khá đủ mất tới vợ mày lưu cái bu à. Mũi cắn hả? Đưa mày xuống phía sau à. Đây được hai đọt nữa. Nhóc luôn. Hai đọt trên đầu bự nè. Đó. Tôi quay mấy ông đổ. Đúng rồi. Nó đọt bự nó nằm trên. Ồ cái lá nó cũng có gai không các bạn ơi. Có. Lá cũng gai, thân cũng gai, cái gì cũng gai, cái mây các bạn. Má trời ơi. Đó, lại kéo xuống rồi. Ủa như trái mây ăn được luôn đúng không? Trái á, nó có trái không? Có
có bán gì. Chị nó bán dưới trái mây rồi kìa, trái gì ta? Trái mây hả? Trái mây khác nữa. Trái nó có gì cái... Ừ, nó đỏ đỏ vậy á, nó đỏ quét á. Do cái dưới chứ phải không? Trái mây, nó kêu trái mây mà. Trái mây chín đỏ đó. Ủa cái cây... Lông, hình như trái này của cây này hay gì á. Cái này là mây thái. Mây thái, ăn chua chua. Ừ. Mây này có cao rồi đúng không? Nhà trái để nó làm một hộp. Ủa cái này ăn là lấy cái lẩu trong hả? Lấy tàu hũ á. Giống như cái cầu hũ dừa vậy đó Phi. Dạ hả? Đó giờ có biết đâu. Đó bà. Đây nè bà. Mình ăn mình sẽ lấy cái lẩu ở trong này bà. Cái lẩu ở trong này ha. Ở trong này nè. Cái lẩu này nè. Đó. Đó. Rồi à bà cái lẩu trong á, lấy cái lẩu đó. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái lẩu mây. Cái gì vậy? Không, con dúi cái gì á? Dúi á. Ủa dúi là ngon lắm á. Rồi, sợ dúi không? Mình chuyên ăn với cái mây ha. Ô, chua luôn. Ngọt nó được rồi. Có hậu đắng bạn ơi. Đắng ngọt. À, đắng giống như cái cái măng vậy á, cái hậu măng nhưng mà chút xíu nó ngọt à. Ồ cái đọt ông hút tôi điếu thuốc ông hút ủa ngựa mấy em mũi nó lại nó gu tu quả tôi thối chút em ung này nó phải đọt đọt á nè. Ảnh nó ăn trong này nè. Không phải. Ảnh lấy ảnh ăn cái này nha. Ông nó ăn ở trong cái lũ dưới á. Nước mà nó còn lá xanh lắm nè. Hình như muốn tổ tổng cào. Nó mất mở cái tay của mũi nữa hả? Ý ngọt còn dài đó. Thổi nè. Bạn còn tụt vô ngon rồi ha. Ừ. Trà chết mẹ rồi. Đó đây. Ừ, hút vô mạnh mạnh vô. Hút té luôn. À, khối cho nó mấy mũi nó xây. Hồi nãy biết không, lấy sợi dừa á. Lấy sợi dừa heo ung. Một miếng sợi dừa thôi là khối mịt mù. Nha bạn, đó, cây mây bạn. Gai nó cũng khủng khiếp không bạn. Từ cái lá luôn không, chúng nắm. Ừ. Sống luôn. Bữa nó dài á. Đọt này lớn mà chặt thả nó uống nó đọt bự nằm trên trời ngon hơn rồi nó bự nó đỏ bộ mũi bay quá nó đỏ đỏ quá nó cháy. Còn mấy mũi mở nghiện thuốc nó chết luôn. vô rồi. Có hơi thuốc để kéo đụng mấy anh em lại. Mấy lúc nó không cho lấy ổng kìa. Nó đặc sản của rừng. Ừ. Này hang dúi các bạn nha. Này dúi. Một cắn. Nè, hang dúi. Đây thổi khấu vô nó đi ra ông ta. Hang nó thấu qua đây rồi. Đào người ta len đào không nổi là. Đọt thử này bạn ơi. Đây là, rồi. Đó. Đây là đọt. Đọt mây. Đọt mây bạn. Đặc sản mà chắc cũng ít rất là người ít người ăn được rồi.
Giống như trụng măng nha. Rồi về mình làm trụng như trụng măng các bạn, mình xào với thịt gừng. Lấy mấy đọt này để thắp nữa này. Đi rồi. Bốn giờ mỗi bài bớt đi hết rồi. Thôi thổi ba bớt không? Bớt mà. Anh bảy mất bảo là ở đây luôn nha. Cái này không có độ ủng là coi như đi không được không đây. Mắt mà. Nó bò mà nó cắn. Dính mình bà à. Thôi em ơi. Ôi. Cây này mà quất một phát chết chết. Không chết rồi chứ ngồi gỡ lâu lắm. Ừ. Đau thốt. Gì bác sĩ không? Bác sĩ cũng không biết sao luôn. Chỉ đưa cho cái nhiếp kêu về nhà. Nó từ từ đánh cảnh. Đây là thuốc của con nè, nhiếp. Giết cái to ra ngoài mua hả? Giết cái to vui gì? Nhà thuốc, nhiếp. Cho thuốc rồi ghi trong chổng là cây nhiếp. Có ngang cực khổ bạn. Già dữ lên bà. Già già. Đấy. Đúng rồi đó. Dữ hả? Già. Mấy đọt rồi. Đúng rồi đó. Luôn phải hai đọt mới được. Thấy vậy á. Đẩy hết mấy đọt này luôn đi. Mình ăn lỗi ở trong nữa bạn, vừa măng. Cách nay mấy ngày đun. Ờ, cái việc đó phải biết để lại được quá. Tắm cũng đun á, rồi bữa bơ đúng lắm. Lấy toàn ra, hồi gì mở cho rồi. Cảm ơn vô đúng lại. Ờ, cảm ơn vô lấy đun đó luôn.
Ở cháu là có rồi bà con, chắc bớt là dài vậy chứ. Chờ lại 2-3 bữa được quá. Phước đi, Phước đi, em cầm cho Phước đi. Thôi gì được nha, nó lớn rồi, nước cầm mới được. Làm đã. Thôi được rồi, chạy. Bây giờ được một bao à. Rồi, đủ rồi. Nhiều rồi. Rồi, tạm biệt rừng xanh, mình về. Thôi giờ mình về bạn ơi. Ôi, còn cái đầu phải quá trời bự. Vậy chứ nó dài lúc cả đó. Nhiều rồi. Nhiều rồi. Lắm 20 đọt rồi. Không tới đâu, không tới. Rồi, mình sẽ phải về bạn ơi. Quá trời. Mưa lớn luôn rồi bạn ơi. Rồi 4 giờ chiều luôn, 4 giờ chiều trong rừng mà. Đây là bụi nó là bạn. Bụi mây. Trời tối rồi. Dưới đường nè, dưới này là gì nè, đây nè, xuống này nè, à, nãy mình chung qua này nè, à. À. Sắp lạc đường, ở đây không gắn bảng gì chứ, ở đây không chịu gắn bảng gì chứ, nè có gốc cây nè. Nè, tính đi chưa được nữa hả? Đắp bên đó nó lớn dữ rồi. Ừ. Ồ, kìa, cái cây kìa. Sáu người ôm. Quá trời bự, cây khủng khiếp. Ủa, cây nó còn mà. Còn. Còn, chưa đâu. Mấy cây này bởi vì xả ra dán á. Tắm một và hành luôn nữa. Cây khủng khiếp đó. Ở đây không phải. Chở ra các bạn nha.